Cảm ơn quý vị đã quay trở lại với phần cuối cùng bản tin FBC Thế giới. Thưa quý vị, ngay sau khi Nga tuyên bố rút quân khỏi khu vực sát biên giới miền đông Ukraine, phố Wall phiên giao dịch cuối tuần qua lập tức tăng điểm mạnh. Thông tin hỗ trợ cho phố Wall hồi phục đến từ vùng nóng miền đông Ukraine. Theo thông báo mới nhất từ Bộ Quốc phòng Nga, một cuộc tập trận ở sát biên giới phía đông Ukraine đã kết thúc và quân đội sẽ lùi về căn cứ. Điều này đã giúp ngồi nổ Nga-Ukraine được tháo gỡ tạm thời, giới đầu tư thở vào nhẹ nhõm và trở lại với thị trường chứng khoán. Kết phiên giao dịch cuối tuần qua, chỉ số Dow Jones tăng hơn 1,1%, chỉ số S&P 500 tăng 1,15%, còn chỉ số Nasdaq tăng hơn 0,8%. Đây là phiên giao dịch mà Phú Wall thể hiện khá tốt kể từ ngày 4 tháng 3 năm nay. Cả ba chỉ số đều tăng điểm mạnh, kéo chỉ số Dow Jones và Nasdaq cả tuần tăng 0,4% và S&P 500 cả tuần tăng 0,3%. Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm tăng lên hơn 2,4%. Chỉ số MSCI World tăng 0,2%. Tại một số thị trường lớn thì chỉ có chỉ số chứng khoán Đức là giảm điểm. Mặt khác, rủi ro căng thẳng chính trị tại các nước sản xuất dầu lớn nhất thế giới đã khiến thị trường dầu lao đao. Giá dầu thô tại Mỹ tăng lên hơn 98 đô la một thùng, còn dầu Brent tăng lên hơn 106 đô la một thùng. Về tình hình tại Gaza, sau lệnh ngừng bắn 72 tiếng đồng hồ thì đúng như dự đoán, tiếng súng lại tiếp tục nổ ra. Sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ra lệnh không kích Iraq, chứng khoán Mỹ và thị trường hàng hóa đã gặp biến động. Dù kết phiên cuối tuần phu quân tăng điểm mạnh, nhưng giới chuyên gia vẫn không quên đặt câu hỏi liệu những rủi ro địa chính trị sẽ còn ảnh hưởng đến thị trường chứng khoán, dầu và vàng như thế nào? Thứ Sáu ngày 8 tháng 8, quân đội Mỹ cho biết các máy bay chiến đấu và do thám Mỹ đã tiến hành không kích nhằm vào các phiến quân Hồi giáo ở phía Bắc Iraq. Và trong cuối tuần qua, nhiều đợt không kích khác cũng đã diễn ra, đây là hành động quân sự đầu tiên của Mỹ tại Iraq kể từ khi Washington chấm dứt cuộc chiến dài 8 năm và rút quân khỏi đây vào năm 2011. Tình hình này đã khiến giới đầu tư thể hiện rõ sự lo ngại trên thị trường chứng khoán, tiền tệ, dầu và vàng. Chứng khoán châu Á và châu Âu giảm điểm, đồng đô la cũng giảm giá, trong khi giá dầu tăng cao. Hành động không kích Iraq là một rủi ro địa chính trị. Tôi cho rằng trong tháng 8 này sẽ không có nhiều người chịu chi tiền đầu tư. Chỉ số DS của Đức giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm. Ngoài ra, giới đầu tư còn lo lắng về khả năng căng thẳng tại một số khu vực leo thang, đại dịch Ebola và quá trình hồi phục kinh tế chậm chạp trên toàn cầu. Vấn đề căng thẳng địa chính trị không mới nhưng nó đang dần lan ra ở Israel, Gaza, Ukraine, Iraq và Libya. Ngoài ra, còn có nhiều thông tin tiêu cực khác như khó khăn của ngành ngân hàng, bộ đội nhà, v.v. Với phiên tăng điểm mạnh cuối tuần qua, các chuyên gia dự báo đà hồi phục chứng khoán sẽ không kéo dài lâu bởi sự bất ổn hiện tại. Chuyển sang thông tin về thị trường châu Á, chứng khoán châu Á ngập sắc xanh trong phiên giao dịch đầu tuần do thị trường phản ứng tích cực trước việc căng thẳng chính trị trên thế giới đã dịu bớt. Đồng yên suy yếu và chỉ số lạm phát của Trung Quốc thấp cũng giúp cho nhà đầu tư hưng phấn. Ngoài ra, báo cáo hoạt động kinh doanh khả quan của nhiều doanh nghiệp, các hoạt động M&A sôi động và chính sách tiền tệ thả lỏng cũng khiến cho thị trường lạc quan và bỏ qua những thông tin xấu. Kết thúc phiên giao dịch ngày 11 tháng 8, chỉ số Nikkei của Nhật tăng 2,38 điểm, chỉ số AS200 của Úc tăng 0,40 điểm, chỉ số Hang Hai của Trung Quốc tăng 1,38 điểm và chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 0,41 điểm. Chỉ số Nikkei tăng trở lại sau 7 ngày mất điểm trở thành ngày tăng điểm mạnh nhất trong vòng 4 tháng qua. Cổ phiếu của Sharp và Suzuki Motor tăng 2,7% và 2,5%, cổ phiếu của nhà bán lẻ Fast Retailing tăng mạnh nhất hơn 3,1%. Chỉ số AS200 của Úc tăng sau khi đóng cửa ở mức thấp nhất vào cuối tuần qua cổ phiếu của ngân hàng Benigo and Adelaide tăng hơn 2% sau khi thông báo lợi nhuận ròng cả năm tăng 5,7%. Cổ phiếu của nhà sản xuất rượu vang Treasury Wine cũng tăng gần 4% sau khi được tiếp quản với giá 3,13 tỷ đô la từ một đối tác không tiết lộ danh tính. Chỉ số sang 2 tăng mạnh sau khi làm phát được công bố cuối tuần qua, vẫn dừng ở mức 2,3% như kỳ vọng. Cổ phiếu nhóm ngành bất động sản tăng mạnh nhất với Vanke và Poly Real Estate tăng lần lượt 1,8% và 1%. Thị trường Hồng Kông tăng hơn 1% chỉ số Kospi tăng điểm do các mã blue chip như Samsung Electronics và Bosco tăng lần lượt 1,6 và 1,3%. Tại thị trường Malaysia, cổ phiếu của tập đoàn Malaysia Airlines tăng hơn 6% sau khi quỹ Khazana National mua lại cổ phần vào tuần trước. Vào giờ mở cửa, cổ phiếu này đã tăng mạnh lên đến 10%. Thưa quý vị, ban đầu chỉ hoàn hành tại ba nước Guinea, Liberia và Sierra Nigeria đã trở thành quốc gia thứ tư phải ban bố tình trạng khẩn cấp của virus Ebola tại quốc gia đông dân nhất châu Phi. Trong khi đó, tại Liberia, tổng thống nước này đã lên tiếng xin lỗi vì đã không thể làm gì để ngăn chặn dịch bệnh bùng phát. Tốc độ lây lan chống mặt của virus Ebola đã khiến Tổ chức Y tế Thế giới về WHO phải họp khẩn ở Geneva để cân nhắc về tuyên bố một đại dịch mang tính toàn cầu. Số trường hợp tử vong cho đến nay được ghi nhận là 932 trường hợp kể từ tháng 3 năm nay, số trường hợp nhiễm bệnh đã lên tới 1.800 người, không chỉ dừng lại ở ba nước Guinea, Liberia và Sierra, virus Ebola đã lan sang Nigeria. Dịch ở Nigeria còn nhỏ hơn so với những nước bị ảnh hưởng khác ở Tây Phi, nhưng những ca bệnh lại phát sinh ở Lagos, thành phố đông dân nhất ở tiểu vùng Sahara, đặt ra những thách thức đặc biệt cho các nhân viên y tế. cái chết của một y tá ở Lagos, siêu đô thị với hơn 20 triệu dân, nằm trong số 45 trường hợp tử vong ở Tây Phi chỉ trong ba ngày thứ bảy, chủ nhật và thứ hai. Nhiều tổ chức cứu trợ quốc tế bao gồm các bác sĩ không biên giới tuyên bố căn bệnh nhiệt đới đáng sợ này đang vượt khỏi tầm kiểm soát. Mới đây, Tổng thống Nigeria Goodluck Jonathan đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp của quốc gia này, đồng thời phê duyệt chi khẩn cấp gần 12 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Tổng thống Jonathan vừa phê duyệt chi khẩn cấp 12 tỷ đô la Mỹ để ngăn chặn đại dịch lần này. Cụ thể số tiền sẽ được dùng để xây dựng thêm các khu cách ly, triển khai thêm lực lượng tăng cường sàng lọc tại biên giới và mua sắm thêm những thiết bị cần thiết. Bộ Y tế Nigeria cho biết tất cả 7 trường hợp được xác nhận mắc bệnh tại nước này đều có tiếp xúc trực tiếp với Patrick Sawyer, một nhân viên Bộ Tài chính Liberia, người đã mang virus tới Lagos ngày 20 tháng 7. Sawyer đã tới Nigeria từ Monrovia qua thủ đô Lome của Togo để dự một cuộc họp khu vực, đã bị ốm rõ rệt khi tới sân bay quốc tế ở Lagos. Cơ quan chức năng cho biết người đàn ông này đã được đưa ngay tới một bệnh viện gần khu chợ Obalen, Đông Đúc, nơi có hàng ngàn cửa hàng của người Nigeria bán các loại hàng hóa cơ bản sau giờ chết ngày 25 tháng 7, sau khi làm lây bệnh cho một số nhân viên bệnh viện, bao gồm người y tá chết đêm hôm thứ ba vừa qua. sự bùng nổ của virus Ebola đã khiến một số người dân có những hành động khá quyết liệt. một số người cho rằng cho muối vào nước sinh hoạt và nước uống có thể giúp phòng tránh Ebola. một người bán báo địa phương cho biết ông không cho phép khách hàng của mình chạm vào những tờ báo trừ khi khách hàng có đeo găng tay. các khách hàng của tôi cho rằng tôi không nên cho các khách hàng khác chạm vào tờ báo vì có thể lây virus Ebola tôi đã biết được rằng một trong số các khách hàng của mình có virus Ebola hay không. Tuy dịch bệnh đang bùng phát nhưng vẫn còn một số người hoài nghi về khả năng lây bệnh. Họ cho rằng niềm tin tôn giáo sẽ giúp họ thoát khỏi virus Ebola. Trong khi đó tại Liberia, tổng thống Liberia Ellen Johnson Sirleaf đã nhận lỗi vì đã không thể làm gì để ngăn chặn sự tàn phá của virus Ebola lên hệ thống y tế của nước này. Theo những thông tin mới nhất, Liberia đã mất ít nhất ba bác sĩ và 32 nhân viên y tế, những người đã trực tiếp điều trị cho những bệnh nhân Ebola. Chính phủ Liberia đã phê duyệt chi khẩn cấp 18 triệu đô la Mỹ cho cuộc chiến chống Ebola. Số tiền đó sẽ được sử dụng để mua thêm các thiết bị y tế, mở thêm các trung tâm điều trị và điều động thêm xe cứu thương. Ở thủ đô Monrovia của Liberia, nơi xác chết bị bỏ mặt không chôn trên các đường phố hoặc trong nhà, Tổng thống Ellen Johnson Sirleaf đã cầu khẩn sự phù hộ của Thượng đế và đề nghị 3 ngày nhịn đói và cầu nguyện. Cũng trong thứ tư vừa qua, một máy bay của Không quân Tây Ban Nha đã rời khỏi Liberia để đưa một linh mục tuyên úy quân đội về nước điều trị. Hai nhân viên y tế Mỹ làm việc cho tổ chức cứu trợ cơ đốc giáo ở Liberia đã được đưa về nước điều trị trong những ngày gần đây. Cơ quan quản lý thực phẩm và dược phẩm Mỹ FDA đã đồng ý cho hãng dược phẩm Techmira thử nghiệm một loại thuốc chống lại virus Ebola. Giá cổ phiếu của Techmira tăng vọt sau tuyên bố của FDA. TKM Ebola là một trong ba loại thuốc vừa được thí nghiệm trên khỉ cho kết quả tương đối khả quan. Tuy nhiên, thuốc này vẫn bị hạn chế thử nghiệm trên con người. Tháng trước, FDA đã ngừng quá trình thử nghiệm và yêu cầu Tecmira cung cấp thêm thông tin về loại thuốc này nhằm đảm bảo an toàn. Chính quyền Obama đang xem xét lập ra một nhóm để giám sát và kiểm tra quá trình thử nghiệm các loại thuốc đặc trị Ebola. Tổ chức Y tế Thế giới WHO cho biết sẽ tổ chức một buổi trao đổi về vấn đề đạo đức và tác động của việc sử dụng thuốc trị Ebola rộng rãi trên toàn cầu. Sau khi có thông tin về việc Tecmira được cấp phép điều chế thuốc trị Ebola nhiều nhà đầu tư vội vã mua cổ phiếu của công ty này. Giá cổ phiếu của Techmira hiện tăng gần 40%. Chuyên gia phân tích Michael Yee đến từ RBC cho rằng, về lâu dài, ước tính Techmira sẽ thu về 100 triệu đô la mỗi năm sau khi có thỏa thuận với Bộ Quốc phòng Mỹ về bản hợp đồng điều chế thuốc đặc trị Ebola. Vừa qua, một loại huyết thanh mang tên là Zimap đã được cung cấp điều trị cho hai nhân viên y tế người Mỹ bị nhiễm virus Ebola trong quá trình làm việc tại châu Phi. Huyết thanh Zimap mang lại kết quả khả quan, sức khỏe của hai nhân viên này dần cải thiện. Các chuyên gia y tế đang gấp rút thảo luận để xác định loại thuốc nào phù hợp với việc chống lại virus Ebola trong bối cảnh đại dịch này đã làm thiệt mạng gần 1.000 người. Thưa quý vị, thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin FBNC Thế giới kỳ này. Quý vị hãy dành chút thời gian ghé thăm Facebook của FBNC và trở thành thành viên của chúng tôi để có thể cập nhật những thông tin mới nhất về kinh tế, tài chính trong nước và thế giới. còn bây giờ minh vi xin chào và hẹn gặp lại